Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,17 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 8.200 ca nặng. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại khu thu dung điều trị COVID-19, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, nhanh nhất có thể. Theo đó, hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Cạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 497.162 ca, Bình Dương 289.613 ca, Đồng Nai 95.761 ca, Tây Ninh 66.823 ca, Long An 39.831 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.173.484 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 8.187 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.251 ca. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 141.083.958 liều. Ngày 22 tháng 12, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế, đồng thời yêu cầu tổ chức tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12, hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022. Tổ chức tốt việc điều trị tại nhà, cơ sở cho bệnh nhân mắc COVID-19, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện các tuyến gây quá tải.